Chuyên đi tìm một nửa hạnh phúc cho giới triệu phú, người phụ nữ đạt thu nhập khủng. Sau khi dành thời gian tạm nghỉ để chăm con, Anisa Hasan trở thành doanh nhân thành đạt, có thu nhập cao nhờ nghề mai mối cho tầng lớp giàu có. Sau khi dành thời gian tạm nghỉ để chăm con, Anisa Hasan trở thành doanh nhân thành đạt, có thu nhập cao nhờ nghề mai mối cho tầng lớp giàu có. Anisa được biết đến là người chuyên mai mối cho giới siêu giàu ở Singapore từ năm 2004. Trong hơn 20 năm qua, Cô đã tác thành cho hơn 500 cặp đôi, chủ yếu là những người có điều kiện kinh tế như CEO, bác sĩ, luật sư, chủ ngân hàng hay thậm chí là các triệu phú. Với kinh nghiệm hơn 20 năm, cô tự tin có thể giúp những người giàu có bận rộn tìm được một nửa của đời mình. Dịch vụ mai mối dành cho người có tiền. Hơ San sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông thành viên, gồm 16 anh chị em cả những người cùng cha khác mẹ trong bài phỏng vấn với marketing in Asia, aniser cho biết cô yêu quý và trân trọng mối quan hệ với các thành viên trong gia đình bạn bè mô tả tôi là một người ấm áp chân thành và dễ tạo thiện cảm với mọi người sau khi tốt nghiệp loại ưu ngành quan hệ quốc tế tại đại học quốc gia singapore aniser đã hoạt động trong lĩnh vực báo chí tại singapore bz holding chỉ sau nửa năm làm việc cô được tổng công ty truyền hình singapore trịnh công sơn chọn làm nhà sản xuất cho chương trình vấn đề thời sự bằng tiếng malaysia một năm sau, cô tiếp tục được chọn tham gia dẫn chương trình tin tức cho channel New Asia. Cuối cùng, cô công tác tại chuyên mục Pajamta Morning New vài năm trước khi quyết định tạm nghỉ để chăm sóc con cái. Một thời gian sau, Anisa quyết định nghỉ việc để dành thời gian cho đứa con bị sinh non. Khi con lớn hơn, cô quay lại tìm kiếm công việc nhưng lại dần cảm thấy không hứng thú với nghề quan hệ công chúng. Anisa nhiều lần cảm thấy bế tắc vì không tìm được lĩnh vực đúng với ý muốn của mình. Sau khi quyết định quay trở lại công việc, Ani sơ quan tâm đến ngành nghề có thể gặp gỡ và kết nối với mọi người. Tuy nhiên, cô không có ý định theo con đường quan hệ công chúng, truyền thông doanh nghiệp, tư vấn hoặc đào tạo. Khi đó, chồng Ani sơ nhận thấy tiềm năng của ngành mai mối tại Singapore nên vận động vợ thư sức. Hai vợ chồng đã mua nhượng quyền công ty mai mối hôn nhân ở Mỹ để hoạt động tại Singapore vào tháng 7 năm 2004. Anh ấy đã thuyết phục tôi rằng đây là cơ hội sẽ giúp tôi gây dựng một sự nghiệp thành công. Công việc này cũng phù hợp với năng lực và sở thích của tôi, cô chia sẻ. Vốn có kinh nghiệm trong ngành truyền thông, Anisa phát hiện ra có một lỗ hổng trong thị trường mai mối ở Singapore. Đó là các cơ quan mai mối không thu hút được phân khúc, khách hàng có điều kiện một cách hiệu quả. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ tạo một không gian thoải mái và an toàn cho những người độc thân có thể tâm sự cởi mở về các nhu cầu của bản thân. Bà mối cho biết, với cách tiếp cận gần gũi và sự thể hiện tận tâm, công ty của Sơ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người độc thân. Người ly hôn, quá vợ. Chỉ sau 6 tháng thành lập, Sơ đã mai mối thành công cho hai người từng lỡ một lần đó đến với nhau. Sơ nhận định điều quan trọng nhất để cuộc mai mối thành công là phải tạo được lòng tin ở khách hàng. Họ phải tin tưởng tôi để quá trình diễn ra như đúng ý muốn. Tôi càng hiểu họ thì càng giúp họ tìm được một nửa phù hợp, cô chia sẻ. Sau nhiều năm làm nghề, Aniser tự tin có danh sách hỗ trợ của nhiều khách hàng để tạo được cầu nối cho những người phù hợp đến với nhau. Có nhiều khách hàng từ Philippines, Australia, Qatar và Indonesia bay tới Singapore để được Aniser trực tiếp tư vấn bào mối mát tay, không giống nhiều đơn vị mai mối khác ở Singapore, công ty của Aniser là dịch vụ mai mối sang trọng dành cho những người có điều kiện kinh tế muốn tìm ý trung nhân, thay vì chỉ hẹn hò qua đường. Date hai lai thu hút những người độc thân nghiêm túc cam kết có một mối quan hệ lâu dài dẫn đến hôn nhân. Họ không còn hứng thú với việc chỉ gặp gỡ và hẹn hò với những người mới. Thay vào đó, họ tin tưởng vào các công ty mai mối để có nhiều lựa chọn hơn, Anisơ nói. Anysơ thường làm việc với các khách hàng nam, những người sẽ đưa ra các thông số cụ thể, rõ ràng để tìm kiếm một nửa của mình. Đội ngũ nhân viên của cô sẽ trao đổi với phía nữ, có nhiều người ở độ tuổi 30, 40 hay thậm chí 50. Anysơ muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ra toàn cầu. Hoạt động kinh doanh thuận lợi, người phụ nữ 48 tuổi này có mức thu nhập không nhỏ lên đến hàng triệu USD nhờ công việc xe duyên cho những người giàu có. Những năm qua, khoảng 40% hoạt động kinh doanh của Andy Sơ là mai mối trực tiếp. Cô đang có kế hoạch mở rộng hoạt động sang mai mối trực tuyến, sử dụng công nghệ hiện đại, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Radio cũng là một kênh bào mối tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Không chỉ vậy, Anisơ có tham vọng mở rộng quy mô kinh doanh trên toàn cầu. Trong đó, khu vực Đông Nam Á với gần 300 triệu tín đồ Hồi giáo, khoảng 20% là người độc thân được Anisơ nhận định sẽ là thị trường béo bở nếu mở ứng dụng mai mối cho những người theo đạo hồi. Theo CNA,